Hello, chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai, kênh chia sẻ cùng nhau phát triển. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe. Các bạn thân mến, tiếp tục chương trình ký sự bonsai. Hôm nay ngày 22 tháng 10 2020, Lâm Thu đến vườn bonsai Hoàng Long, tọa lạc tại thành phố Lái Thiêu của tỉnh Bình Dương, để chia sẻ các bạn một số mẫu cây và nhà vườn mới nhập về. Các bạn thân mến, Lâm Thu vẫn giữ quan điểm của mình là làm clip chia sẻ, các bạn có sự lựa chọn cho riêng mình. Lâm Thu không tham gia mua bán. Mọi liên lạc các bạn vui lòng gọi cho anh Hoàng Long theo số điện thoại là 0917681515 các bạn ha. Và bây giờ chúng ta sẽ xin mời các bạn chúng ta bước vào bên trong đi gặp anh Long để chia sẻ với các bạn cái một số cây mà Long mới vừa nhập về. Các bạn lưu ý ngày báo giá là ngày 22 tháng 10 2020. Đây. Vườn bonsai Hoàng Long. Rồi, Long ơi. Dạ. Long đâu rồi? Rồi. Con Long kính chào anh chị cô bác. Dạ. Hôm nay thì cùng lên tiếp tục lên clip. Thì bên con sao Hoàng Long là thứ phát là vào chiều tối thứ năm hàng tuần á. Và hôm nay thì cũng về một số cây quen thuộc nhưng mà kiểu dáng em có khác xíu. Dạ. Cái chủng loại cây thì cũng là quen thuộc thôi ha. Dạ, dạ. Nhưng mà kiểu dáng thì nó hoàn toàn nó khác nhau, và quan trọng nhất là cái giá. Dạ. Giá nó càng ngày nói chung là chúng ta phải bằng cái đường giá xuống, và cái cách kích kinh doanh mình càng ngày càng đơn giản để tiếp cận được cho khách hàng mọi miền trong tổ quốc hay không? Dạ, dạ. Rồi hôm nay là con chào những cái gì nè? Dạ thì bonsai Hoàng Long cũng xin nói về cái hình thức kinh doanh thì bên con là giá này là giá bao ship toàn quốc. Dạ. Giá bao ship toàn quốc. À. Dạ. Rồi còn có những cái cây thì con mới vô cái chậu cho nó hợp á thì không có ship chậu được. Là dài dạ. Giờ thủ tục chốt hàng của mình như thế nào? Dạ, chốt thì chỉ cần đặt cọc trước 30%, còn số tiền còn lại là nhận cây rồi mới trả cái thu hộ chứ. Các bạn thân mến, khi mà chốt cây các bạn chỉ cần liên hệ với Long theo số là 0917681515 để chốt cây, chỉ cần đặt cọc có một ít tiền để làm tin, rồi khi mà chuyển hàng ra đó thì Long thì bưu tá họ sẽ thu hộ phần còn lại. Đây là hàng được bao ship toàn quốc. Rồi ok, không đầm mất thời gian cô bác và anh chị, chúng ta bắt đầu làm việc. Các bạn lưu ý lô hàng bị chào giá vào ngày 22 tháng 10 2020. Nơi đây là khu vực là Lái Thiêu 115, khu phố Hòa Long, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Dạ. Đây là con xin mã giá cây số 1 là cây Nguyệt Quế. Số 1 là Nguyệt Quế. Dạ, đế nôm là 45. Hoàn thân là 19. Tán rồng là 49, chiều cao là 33. Cây Nguyệt Quế số 1 con xin báo giá là 1,5 triệu. 1,5 triệu. Nguyệt Quế số 1, Nguyệt Quế lá sắn màu chùm. Đây là con xin lên cây số 2. Rồi, xin mời em kế tiếp. Tiếp là số 2, là bọn trăng đỏ phải không? Cái này trăng vàng. Ủa? Trăng vàng. À, trăng vàng, thường thường trăng vàng là cái lá nó sáng hơn mà. Dạ, nó sáng ấy. Chắc không? Chắc không? Dạ, dạ, chắc chứ. À, sao chú thấy nó giống con trăng màu đỏ? Con trăng màu vàng chứ. Ít, con trăng màu đỏ. Tức lộn. Vậy các bạn thân mến, đây là cái con trăng màu vàng nha các bạn. Theo là chia sẻ của Long, tại vì Long luôn. Dạ, đế nôm là 37. À, tới dòng đế là 37. Hoàn thân là 13. Tán rồng là 51. Chiều cao là 36. Cái trang vàng số 2 xin báo giá là 2,6 triệu. Được chào giá là 2,6 triệu. Ta xin lên cây số 3. Rồi xin mời em kế tiếp. Cái số 3 là cây gì đây? Dạ, cây sam trái. Sam trái. Dạ, cái này khai thác. Này, hoàn thân là 12. Đế này đến hơn. Đế nôm là 34.
tán độ là 43, chiều cao là 20. Cây sâm trái khai thác số 3 xin báo giá là 1.700.000. Cái này là ship luôn chậu. 1.700.000 à. Chậu này còn chậu như chậu giặt cổ. Rồi, ok, xin mời ông khác. Cây số 4. Hồng Ngọc Mai. Hồng Ngọc Mai đang ra hoa. Nó hồng già cây rồi. Đế là 21. Thân này bằng ngón tay cái là 7. Tán rồng là 34. Chiều cao là 35. Cây hồng ngọc mai số 4 con xin báo giá là 1.300.000. Giá là 1.300.000. Đây là giá đã có ship các bạn. Dạ. Bao ship toàn quốc. Bao ship toàn quốc. Tiếp tục chia sẻ các bạn, em gì đây? Dạ, sam trái khai thác. Dạ, cây này rất là dàn. Đế nôm là 58. Hoàn thân là 19. Tán rồng là 45. Này nó lực cây. Chiều cao 42. Cây sam trái khai thác số 5 con xin báo giá là 11.000.000. 11.000.000. Rất là duyên cây ha. Nó dữ giống như con à. Con gì ngồi thì lưng sư tử. Đây là dáng nó già lâu, nó nằm chầu lâu lắm à, dáng nó rất là quái các bạn. Hoành thì lớn nè, dằn phục. Đây rồi. Sao? Rồi, xin mời em khác. Cây số 6 là cây trang đỏ. Cây trang đỏ, cây số 6, mang mã số 6. Hoành đế 18, thân này bằng ngón thân này 6. Tán rồng là 40. Chiều cao là 28. Cái trang đỏ số 6 xin báo giá là 650.000. Cái này là ship luôn chậu chứ. 650.000 hàng. Dạ. Là ship luôn chậu. Lên cây số 7. Rồi, xin mời em kế tiếp. Số 7 là trang đỏ. Đến đó 31, hoàn thân là 7, tán rồng 28, chiều cao 31, cây trang đỏ số 7, nó xin báo giá là 700.000, luôn chậu ấy. 700. Này nó nhỏ, nó già cây. Này vô cạn nữa là băng tàng. Con xin lên cây số 8. Rồi, xin mời em kế tiếp. Xin hỏi thôi mấy con. Tôi thấy hai anh em cái mày giữ eo quá, tính làm người mẫu rồi, siêu mẫu hả? Cây số 8 là cây tùng la hán. Này để là tại. Tùng la hán à, mang mã số 8. Để mà trải là tới 80. Hoàn thân 28. Tán rồng là 1.1m.
chiều cao là 79. Cây tùng số 8 con xin báo giá là 5 triệu. Giá là có ship. Giá 5 triệu, giá đặt có ship các bạn ha. Hàng đi hàng quá bầu. Anh nào thích bầu lỗ cái bầu gửi tới nhà liền. Dạ. À, bầu này bầu cây tùng ha. Chứ không phải là bầu gì khác nha. Bầu gì khác hơi phiền phức. Dạ rồi, xin mời anh. Rồi, xin mời anh số 9. Lên xăm tím. Zin hay là ghép đây? Zin, lên xăm xung hình. Này con mới vô chậu cho nó đạt thôi, nên cái này không có xuất chậu chứ. Dạ này không có chậu. Hoàng đế 34. Hoàng thân 18. Rồi. Tán rồng 67. Chiều cao 38. Cây linh sam số 9 con xin báo giá là 1.3 triệu. 1.3 triệu là dạ. Là giá này là giá không có chậu. Dạ không chậu dạ. Tại sao mày không tính luôn tiền chậu vậy? Mới vô. Nó chưa hợp lắm á chú. À, các bạn thân mến, là nếu mà có những cây mà không có giá chậu thì các bạn liên hệ lại với anh Long ha. À, tại vì ở xứ Bình Dương này là xứ chậu gốm nên là cái giá của nó khá mềm hơn những nơi khác. Nhưng mà chịu khó nha, thì tiếp hơi nặng chút xíu. À, các bạn thông cảm. Chúng ta lên cây số 10. Tiếp tục chia sẻ các bạn, em số 10 là em Quế. Quế lá sóng bọc chùm. Dạ. Quế rất là yêu. À, các bạn thấy cơ bắp nổi lên cuộn cuộn không? À, giống như lực sĩ trên đấu trường. Lực sĩ Long chứ chú. lực sĩ Hoàng Long. lực sĩ gì? Dạ, hoàng đế là 80. Hành thân là 43. Tán rồng 85. Chiều cao là 58. Cây nguyệt số 10. Con xin báo giá là 6.2 triệu. Cây này không chậu chứ, vì cây này thuần chậu rồi con bó bầu chứ. À, cây này khi chuyển hàng đi thì bó bầu các bạn ha. Chậu này nó vừa nặng mà nó phù hợp. Này cây đế lực mà nó có gân nội gân. Nó duyên cây. Đây rất là xanh lá. Các bạn thân mến, lô hàng được báo giá vào ngày 22 tháng 10. Mọi liên lạc các bạn vui lòng gọi cho Hoàng Long theo cái số điện thoại và Zalo đã dán lên màn hình. Nên cây số 11 là cây cần thăng. Tiếp tục chia sẻ các bạn, em số 11 là em cần thăng. Đế nôn là 39. Hoàng thân là 7. Tán rồng 44. Chiều cao 31. Cây cần thăng số 11 con xin báo giá là 550. 550. Này không chậu. Chậu bỏ vô nó bự quá. 550. Giá là có ship. Rồi, xin mời anh khác. 12. Cái số 12. Cây trung ngu, mai giúp thủy trung ngu. Đẹp quá ha, cây đẹp quá. Này rêu thì con mới bỏ cho nó nhìn nó đẹp hơn. Mới đắp dạ, rêu hả? Dạ, mới đắp vậy đó. Hàng này chuyển con cây luôn chậu hay sao? Dạ, luôn cây luôn chậu. Còn không có lấy chậu thì con trừ ra đó. Hoành đế là 54. Thân là 40. Cái này nó lực cậy. Nu già đế. Tán rồng 69. Chiều cao là 39. Cây mai giới thiệu số 2 con xin báo giá là 7.3 triệu. Cái này là xích luôn chậu. 7.3 triệu. Xây dùm tròn em này cái cây nào? Này cái phía này nó hơi lõm đế chút mà sao nó lõm vô xíu. Này nó già liền xẻo. À, cây nó nu đẹp quá ha. Rất đẹp.
cục cục luôn, xèo như xương. Rồi con lên xin được. Rồi xin mời em kế tiếp. Rồi xin mời em kế tiếp. Tiếp là em Linh Sam. Dạ. Linh Sam Trung Hân. Này Hoàng thân là thân đế là 20, em biết cái này nữa. Tán rồng là 67. Chiều cao là 25. Cây này ship không chậu ấy chứ. Cây số 13 là giá là 1.400.000, bao ship cây không chậu. Giá 1.400.000, bao ship cây không chậu. Rồi, xin mời em khác. Này trang vàng nó giúp. Trang vàng. Nhỏ nó già. À, nhỏ mà cũng lắc dữ. Nhỏ mà chơi sao? À, nhỏ này ghê quá. À, nhỏ mà lắc dữ quá trời luôn. Giờ hoàn dễ là 14. Thân là 10. Tán rồng là 30. Chiều cao là 30 luôn. Cái trang vàng số 14 xin báo giá là 1.700.000. Già lắm. Rồi xin mời em khác. À, lấy bóc cây đi, em đem khác lên. Cái này lá trung mới giúp. Quệt quế, quệt quế lá trung. À. Đang tốt thôi. Dán siêu. Hơi siêu chút ha, dán hơi siêu chút. Hoàn đế là 79. Hoàn đế còn á chứ. Đúng không? Tàng độ là 82. Tán ngang thì là 92. Chiều cao là 87. Cây nguyệt số 15, con xin báo giá là 4.500.000. Giá đã có ship. Giá này nó thấy là già cây. Để trước sau đều có. Rồi, xin mời em kế tiếp. Rồi, ba người khiêng, tất nhiên ba người khiêng không được. Ba ông nào mấy chúng toàn này dân người mẫu không này, mẫu siêu mỏng không à. Ok lên, chúng ta phải kê lên chút xíu nữa. Kiếm cái chậu hay gì á, kê nó lên, kê cho nó cao lên chứ. Lấy hai cục gạch không? Hai cục gạch kê nó cũng được mà. À, mời các bạn Zalo trên Grab. Chiều không? Chiều ngồi không?
Rồi ok chưa? Rồi rồi ra nha. Rồi tiếp tục chia sẻ các bạn, em Tùng. Nó đang ở trái chứ. Trái đâu? Trái. Đâu rồi ta? Mất tiêu rồi. Cần trái. Ta tiếp tục đến sau. Rồi tìm thấy rồi. Nó nằm hướng này nè. Đang ở máy kia đang nhọt nhọt. Rồi báo cáo thông số em Tùng đi. Cái này tùng trái, dạ tùng trái thì lá nó đẹp hơn, giá trị hơn tùng lá nó nhạt hơn, dạ 76. Tiếp tục chia sẻ các bạn đây cái tùng trái các bạn, cái tùng lá hán. Hoàng đế là 76, hoàng thân là 30. Cái này lượng lá than 8 rồng 128. À bên này nè, đây cũng có trái này, trái cũng nhiều rồi mà mình chưa thấy nữa. Chiều cao là 102. Cái tùng số 16 tùng trái khi báo giá là 22 triệu. 22 triệu. Giá đã có ship. Chuyển là chuyển luôn chậu hay đổi chậu lại? Dạ luôn chậu luôn chứ. Này nó có trái chứ thôi. Trái nó giống như trái mùa lô vậy đó. Hồi nãy con đưa cái mặt, bạn đưa cái mặt trái, cái mặt phải bên đây nè. Mặt tiền nằm hướng này không? Hướng kia, hướng bên này nó cân cây hơn. Rồi, chậm rồi coi. Đúng rồi. Hướng này nhìn nó cân cây hơn. Nó bay, nó cái xương. Nó cân cây hơn. Hai mươi mấy triệu? Dạ 22, giá là có ship. Dạ. 22 triệu giá là có ship. Chuyển đi là mình bỏ chậu rồi hay sao? Dạ ship luôn chậu được mà bỏ được vì cây này nó nằm lâu rồi. Nên lấy ra vẫn gì hết. Trái đây chứ mà. Đây, đâu có thấy đâu. Đây. Bên này thấy rõ hơn nè. Đâu? Nó mới ra. Đây hả? Dạ. Trái như hồ lô, trái hồ lô. Đây chú này, rõ hơn chú này. Thấy. Đây này, đây sáng hơn chú này. Nó đang ra mấy cái kia đang ra còn với nó mới nhú trái này ta nói ăn được nè. Dạ ăn được á. Đây là trái này còn cái bộ tàng rất là đẹp, quay dùm công nó gì ăn cay để hai mươi hai triệu đúng không? Dạ 22 triệu. 22 triệu. Cái này là giá là có ship. Dạ. Bao ship còn cũng. Dạ rồi. Rồi ok, để xin mời ông khác. Rồi tiếp tục chia sẻ các bạn em gì nữa đây? Số 17 là cây thanh liễu. Thanh liễu đưa bàn xây lên. Bàn xây. Số 17 thanh liễu hả? Vừa trước là nói liễu thanh mai, con tìm hoài ra, giờ gặp thì nói là thanh liễu nữa. Nó tên thanh liễu chính thức đúng không? Dạ, con cũng chưa tìm hiểu mà nói là giờ có người nói thanh liễu. Này nó gốc bằng ngón tay trỏ. Dạ. Tán độ là 35. Thanh liễu cũng có nghĩa là cái liễu màu xanh hả? Chiều cao là 19. Cái này nó già, nó lên nổi cục. Rồi con quay một vòng xong nửa cây ra phía sau. Dạ. Cây thanh liễu này xin báo giá là 1,3 triệu. Giá là có ship, có chậu luôn. Anh biết không? Dạ. Chậm thôi. Rồi, ok, xin mời em khác.
Rồi, chúng ta nhanh lên ha. Dạ, dạ. 18 là cây cam đỏ. À, hồi nãy để khán giả chờ đợi hơi lâu, bây giờ chúng rút ngắn thời gian lại. Dạ. Này là đế nôm là 48. Hoàn thân là 11. Tán rồng 53. Chiều cao là 34. Cây trang đỏ số 18 xin báo giá là 1 triệu. 1 triệu. Dạ. Rồi, xin mời em khác. Rồi, chúng ta rút ngắn thời gian lại. Thời gian càng ngày càng rút ngắn rồi. Cây số 19 là cây nguyệt. Nguyệt quế, lá xoắn. Dạ. Báo cáo thông số. Hoàn đế là 50. Hoàn thân là 19. Tán rồng 45. Chiều cao là 36. Cây nguyệt số 19 nó xin báo giá là 1 triệu. 1 triệu. Dạ. Rồi, xin mời em khác. Em... 20 cái cần thăng. 20 là cái cần thăng. Đế 35. Còn thân thì bằng ngón tay cái một con. Tán rồng là 35. Chiều cao là 29. Cây cần thăng số 20 xin báo giá là 450. Rồi, xin mời em kế tiếp. Số 21. Cái này cây không chậu. Đưa mặt tiền về hướng chú Thu, chú Năm. Minh Sam Xuân Hình. Cây này chuyển đi không chậu hả? Dạ, dạ. Này mới bỏ vô. Màu tím. 47. Hoàn thân là 17. Tán là 65. Chiều cao 60. Cây lên sam số 21 con xin báo giá là 1 triệu. 1 triệu. Dạ. Cái này không chậu. Rồi, xin mời em khác. Em số 22 là cây quân trang đỏ, dán bay. Cái này phụ đặc luôn á. Cái này đâu phải bay hả? Huyền. Huyền mà huyền. Về đổ xuống được chứ. Ờ, hơi chút hơi huyền, hơi dán huyền. Bài tặng hướng hoàn sẽ đều. Đế nôm là 52. Mà cụ đặt á là tới 30. Này đế em dàn cùng. 870. Chiều cao là 27. Đây một dòng mình nghiêng em sẽ một dòng đi là nghiêng cây. Cây trăng đỏ số 2 này có xin báo giá là 7 triệu rưỡi. Cái này xếp luôn chậu. Xếp luôn chậu. Các bạn lưu ý là cây nào xếp chậu thì nhà vườn có báo ha. Còn những cây nào bó bầu thì cứ báo báo rất là rõ ràng. Các bạn khi mà nghe các bạn chú ý ha, nghe cho kỹ để mình tránh sự lầm lẫn đáng tiếc. À, được chậu giá là? Giá 7 triệu rưỡi. 7 triệu rưỡi. Cây này xếp chậu. À, xếp chậu. À. Ngửa ra phía sau. Anh chú. Để đặt tới 30 rồi. Đây này tới cây. Ok, xin mời em khác. Các bạn lưu ý lô hàng được chào giá vào ngày 22 tháng 10 2020. Rồi, em số mấy đây? Dạ, cây tạo kiến 23. Còn cây nữa phải không? Rồi, ok đi, cây chào phúc kiến. Đế thì hoàng đế là 19. Hoàn thân là 15. Tán là 35. Chiều cao là 28. Cây tràng phúc kiến số 23. Con xin báo giá là 700. 700. Giá đã có ship. Không chậu. Không chậu. Giá không chậu 700. Giá đã có ship. Rồi, chào Phúc Kiến. Rồi, xin mời em cuối cùng là em mang mã số 24. 24 ghê không chứ mà cây dễ thương. 24 là cây trang đỏ, chơi mini, mà già đánh già đế. Này thì... đây nôm. Mà nó già.
đến nôm 24. Tháng là 21, chiều cao là 23. Cây trang đỏ số 24 xin báo giá 450. 450 là cũng là cây cuối cùng trong chương trình báo giá vào ngày 22 tháng 10 2020. Năm Thu rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem cái clip này. Nếu các bạn thích clip phù hợp thì các bạn nhấp like, nhấn chuông và đăng ký kênh ủng hộ tinh thần cho Năm Thu. Các bạn thân mến, thì Năm Thu cũng rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ cái tô bonsai, như ủng hộ cái điểm bán vườn bonsai Hoàng Lâm trong thời gian vừa qua. Mong rằng các bạn tiếp tục ủng hộ để cho anh em chúng tôi có tinh thần cộng tác với nhau, là chia sẻ với các bạn những cái mẫu cây mà vừa đẹp, giá phù hợp để có để cho các bạn yêu cây kiểng trong cả nước mình sưu tầm về mình chơi hết. Long ơi, dạ, con cũng nói lời chia tay với cô bác mình. Dạ, thì hôm nay bonsai Hoàng Lâm báo giá clip thì cũng mong các anh chị cô bác là ủng hộ. Dạ. Rồi, bye bye các bạn yêu. Hẹn gặp lại các bạn trong những lần phát sóng kế tiếp các bạn ha.